Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B của Hàn Quốc, quý vị các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Accent 2020. Đấy, rất là mới, rất là đẹp này. Còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Nguyên bản từ con ốc này đến ốc cabo này. Đấy, máy móc các thứ còn nguyên và còn rất là mới đấy quý bạn này. Đấy, phiên bản này là phiên bản 1.6 quý bạn nhé, 1.6 số tự động này. Tất cả là còn nguyên bản, từ cabo, keo chỉ cabo là còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Đấy, rất là đẹp này. Chúng tôi vừa mới dọn dẹp về đến đây. Đấy, anh em dọn vừa mới trả xe đấy ạ. Đấy, ốc cabo còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Đấy, toàn bộ cái động cơ này là còn nguyên bản, chúng tôi cam kết là không có bị đâm đụng, va chạm hay là ngập nước gì cả các bạn nhé. Đèn đóm rất là mới vì chiếc xe này là sản xuất năm 2020, mới lăn bánh được có hơn 5 vạn km thôi, còn rất mới, rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, tất cả những cái cụm đèn này còn nguyên bản hết luôn các bạn này. Tôi sẽ quay, tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn về chiếc xe Hyundai Accent 2020 các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn. Toàn bộ phần ngoại thất này là còn nguyên bản hết luôn này. Đấy, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa các bạn nhé. Đấy, keo chỉ này, keo chỉ là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Nội thất rất là mới luôn, còn nguyên bản các bạn ạ. Đấy, từ táp bi cánh cửa này đến táp lô đều rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, đồng hồ công tơ mét mới lăn bánh hơn 5 vạn km thôi. Còn nguyên bản này, vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, vô lăng cần số này đều rất là đẹp này. Đấy, nội thất thì là màu kem pha lẫn với màu đen, rất là đẹp. Và cái này là ghế nỉ nguyên bản theo xe đây các bạn nhé. Ghế nỉ còn nguyên bản theo xe và còn rất là mới, rất là đẹp. Đây là cái tem của nhà sản xuất đây. Thưa quý vị các bạn, chiếc xe được sản xuất năm 2020, lăn bánh hơn 5 vạn km và tất cả còn nguyên bản. Nguyên bản từ bộ ghế nỉ này, nguyên bản từ dàn lốp này. Đấy, còn nguyên bản và còn rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Hyundai Accent 2020 đẹp nguyên bản như này, chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc tất cả còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản cho quý vị và các bạn tại cửa hàng chúng tôi. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 395 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm. Với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent 2020 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Accent này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang đến từ kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Đấy, đây là cái phần lốp sơ cua của chiếc xe các bạn nhé. Lốp sơ cua cũng còn nguyên bản và còn rất là mới quý vị các bạn ạ. Và ở cái khoang cốp sau thì rất là rộng các bạn ạ. Với những chiếc xe sedan thì cốp sau rất là rộng. Và đặc biệt là chiếc xe này, chủ xe cũng rất là cẩn thận quý bạn nhé. Đấy, chủ xe rất là cẩn thận này. Lót cả cốp sau rồi, có tấm da lót cốp sau, chống bẩn cho cái nỉ của cốp sau. Đấy, và xe cũng đã được trang bị sẵn đầu DVD, màn hình, camera lùi, cảm biến lùi các bạn nhé. Với những chiếc xe của Hàn Quốc thì bao giờ option cũng rất là nhiều các bạn ạ. Đấy, toàn bộ cái đèn hậu này. Đấy, đèn hậu này, cụm đèn hậu còn mới nguyên, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý vị các bạn nhé. Đây là cái cụm đèn hậu này, còn mới nguyên. Đấy, dàn lốp nguyên bản của xe là lốp Hàn Quốc đây các bạn này.
Đấy, date lốp là 2020 luôn các bạn nhé. Đấy, còn nguyên bản cả dàn, tất cả là còn nguyên bản hết, nguyên bản từ dàn lốp luôn các bạn nhé. Vì chiếc xe này mới lăn bánh có hơn 5 vạn km thôi. Cam kết với quý vị các bạn là đồng hồ lăn bánh là hơn 5 vạn chuẩn luôn các bạn nhé. Toàn bộ từ táp bi cánh cửa này, đây là táp bi cánh cửa sau, keo chỉ nguyên bản này. Đấy, keo chỉ nguyên bản, táp bi còn nguyên bản luôn. Toàn bộ ghế nỉ còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn ạ. Không những còn nguyên bản và còn rất mới như này đây ạ. Đấy, toàn bộ từ ghế nỉ này cho đến những cái phần, đấy, phần sàn thì cũng đã được trải sàn da rồi. Rất là đẹp quý bạn nhé, rất đẹp và rất là sạch sẽ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ này, cũng là bấm tay để mở cửa này, quá thông minh rồi. Đấy, rất là đẹp luôn, toàn bộ từ keo chỉ cánh cửa này. Đấy, keo chỉ cánh cửa này. Táp bi cánh cửa này. Đấy, toàn bộ táp bi cánh cửa này cho đến táp lô. Ốc bản lề cánh cửa này, đây là ốc bản lề cánh cửa cũng còn rất là mới các bạn nhé. Đấy. Táp lô này đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đấy. Một chiếc xe 2020 mới lăn bánh có hơn 5 vạn cho nên là còn rất mới, rất là đẹp. Đẹp nguyên bản này từ vô lăng, cần số đấy, đến tay phanh đều rất là đẹp luôn các bạn nhá. Rất đẹp, rất là mới và đẹp và còn nguyên bản luôn, kể cả là từ ghế nỉ các bạn ạ. Đấy. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent 2020 này thì đừng chần chừ gì nữa nhé, hãy cầm điện thoại lên và gọi ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Đấy, hoặc là chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển để xem xe tại cửa hàng. Hiện nay tại cửa hàng chúng tôi còn rất nhiều những xe ô tô hạng B, số tự động, số sàn ở cái phân khúc hạng B các bạn nha. Đấy, đặc biệt là màu đỏ này thì hiện tại chúng tôi có tới 3 chiếc xe màu đỏ này. Đấy, đến có tới 3 chiếc xe màu đỏ luôn. Đấy, đây là chiếc xe Hyundai i10, Hyundai Accent và Toyota Vios đều màu đỏ, đều vừa mới về các bạn nhé. Đấy, những chiếc xe chúng tôi vừa mới về xong. Chiếc xe Toyota Vios màu đỏ này thì vừa mới về thì đã có khách đặt cọc niêm phong tại chỗ luôn rồi các bạn này. Đấy, chiếc xe này thì chúng tôi cũng chưa kịp làm video đăng thì đã có người đặt cọc niêm phong đang chờ làm thủ tục giấy tờ nữa thôi các bạn nhé. Đấy, rất nhiều những chiếc xe màu đỏ hiện tại ngay lúc này đây thì có tới 3 chiếc xe màu đỏ mà chúng tôi đang bán các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.